Sáng từ trên cao của bệnh viện Đồng Nai nhìn xuống quý vị các bạn. Xây dở thôi các bạn nhé. Tại trên bệnh viện Đồng Nai nhìn xuống bình minh của ngày mùng 3 Tết. Ngày mùng 3 Tết của nhìn từ bệnh viện Đồng Nai nhìn xuống từ lầu 7 các bạn. Ba Tết của năm 2024. Xin chúc mọi người dồi dào sức khỏe nhé, an khang thịnh vượng nha, tấn tài tấn lộc đến các bạn nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã chú ý theo dõi kênh của Tiến Độc Vlog nhé. Cảm ơn rất nhiều.